Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 22 tháng 7 năm 2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng và Bạc Liêu như sau. Tôm thẻ size 25 con giá 158.000 đồng 1 kg, size 30 con lớn đang có giá 140.000 đồng, size 30 con nhỏ giá 137.000 đồng. Size 40 con giá 121.000 đồng 1 kg. Size 50 con giá 111.000 đồng. Tôm thẻ size 60 con đang có giá 104.000 đồng 1 kg. Sau một ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại hàng loạt vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Sóc Trăng, thì thức ăn nuôi tôm, thuốc thú y, thủy sản không đến được vùng nuôi. Nguyên nhân là do một số nơi cho rằng, đây không phải là mặt hàng thiếu yếu trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống Covid-19, từ phản ánh của người dân, doanh nghiệp, Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng đã ban hành văn bản chính thức thông tin danh mục các loại hàng hóa thiết yếu khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong danh mục có các loại hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp như thức ăn nuôi tôm, thuốc thú y thủy sản, cùng với đó, các tỉnh như Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang cũng có công văn về việc hướng dẫn hàng hóa thiết yếu khi giãn cách xã hội. Cũng bao gồm các mặt hàng phục vụ sản xuất như thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc thủy sản. Tiếp theo, xin giới thiệu đến quý bà con bộ sản phẩm dinh dưỡng được ưa chuộng dành cho ếch của công ty trách nhiệm hữu hạn tiệp phát. Bộ sản phẩm gồm Livolin giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp ếch tăng trọng nhanh, rút ngắn thời gian nuôi. Cùng sản phẩm Novan là sự kết hợp đặc biệt từ vitamin, các vi sinh vật và hệ enzyme, giúp thúc đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn cho ếch. Về thông tin và hướng dẫn sử dụng mời quý bà con xem chi tiết bộ sản phẩm ở liên kết bên dưới. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ. Giá tôm số hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích, xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.